Chào mọi người đã quay trở lại với S Channel. Và ngày hôm nay thì mình sẽ cùng rủ mọi người trong S Channel chơi một tựa game đang rất hot của thủ đô dạo gần đây. Nó có tên là Samsung Duck. Và đồng hành cùng chúng mình ngày hôm nay sẽ là chiếc Samsung Galaxy M22 với chiếc Helio G80 tối ưu cho việc chơi game. Đồng thời máy cũng sở hữu một bộ nhớ trong 128GB và hỗ trợ thẻ nhớ 1TB. Còn tối ưu như nào, bây giờ cùng chúng mình thử nghiệm nhé. Samsung Galaxy M22 sở hữu công nghệ hàng đầu hiện nay với màn hình lớn, tấm nền AMOLED cao cấp kết hợp cùng tần số quét 90Hz. Máy cũng được trang bị con chip Helio G80 cùng viên pin lớn 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W, đảm bảo cho bạn dùng trọn một ngày dài. Anh em click to ready đi. Ready em là con vịt màu trắng nhá mọi người nhá. Anh em xác định tên nhau đã. Duy Thẩm vẫn màu vàng này. Hào Hảo Bác Kinh Trang là anh. Ok, sẵn sàng cho mọi người. Rồi nhá. Rồi, bắt đầu ấn start với M22. Nào. Ôi sao ấy. Trò chơi bắt đầu. Sơn ngọc đen. Ôi, một đen nữa. Kiếp này tôi hận nhá. Ui, ông vừa chết thế này. Cái trưởng à? À chết. À đây, anh đi chết rồi. Đi chết. Ok. Ừ, đi chết. Không kịp. Không, lại là anh đang đứng với mắt. Anh đứng với mắt. Sao anh đứng với em? Ơ, lên đi thả thôi. Anh Mạnh. Không, lo anh đang đi qua mày ở chỗ cái khu giữa ấy. Anh nhớ là anh nhìn thấy Bùi Mạnh. Mày đi ra đúng không? Bùi Mạnh. Anh Mạnh. Không phải, anh Bùi Mạnh. Anh đi ở giữa đi bạn hơn nhiều đúng không? Nhưng mà lại hiểu là cái chỗ chết ấy nó gần cái chỗ phòng tôi làm việc mà. Bùi Mạnh. Bùi Mạnh. Bùi Mạnh. Sao nghi ngờ Bùi Mạnh á? Sao nghi ngờ em ạ? À nghe à, tí Thẩm Sơn thì tiếp theo. Em à, em nghi ngờ anh Duy. Tao là đang làm task, tao đang sắp xếp sách này. Bây giờ nhá, tao đọc đủ 3 task bố đang làm rồi nhá. Em đang làm task, em vừa làm luôn. Ê, Thẩm Mạnh đi đã. Thôi, Mạnh đi. Trời ơi, trời ơi,
Disco đúng không? Mai Hoa. Chắc chắn luôn. Ok. Ok, chắc Mai Hoa luôn. Con vơm. Em rất vô tội. Mai Hoa. Cái tác của em là gì? Cái 2102 ở trong cái máy. À, cái đấy là của bác ấy, tao là hai bảo. Em vừa nhìn Mai Hoa đi qua mặt em thì nhìn ngay đấy là cái xác. Không, nó là nó thì ai? Nếu mà nó là nậu thì nó chắc là sẽ ấy. Thôi đi, con đàn bà nham hiểm này. Ủa, bác là nghe một cơ hội được sống lâu hơn đấy. Cậu em ra khai luôn ra task của mình là nhập cốt. Anh hả, anh chết à? Lần đầu làm việc là burger. Đâu sẽ có Mai Hoa rồi, cái gì đâu. Chắc chắn luôn. Anh vừa là nói sai đúng không? À. Bắt đầu đạch đầu bà. Nếu mức quá khó tôi không hiểu tôi thì tôi biết ngay. Ôi, có một người là. À, con vịt là anh đi. Hay là dùng Galaxy M22 đi. Mày em không có 300 game. Đấy, thì mày là con vịt, mày nhìn lắm. Mang mà không thấy em trên. Đúng rồi, nhưng mà chỉ là vì một mình em đi giết hết mọi người đấy, một mình em nó giết lộ á. Sau hai ván chơi thì mình thấy là chiếc máy của mình vẫn chơi rất là mượt và nó không hề nóng một tí nào mọi người ạ. Còn về phần pin thì đây, sau hai ván chơi máy của mình hiện nay mới chỉ mất khoảng 7% pin. Với tầm giá khoảng 5 triệu đồng thì mình thấy là máy này khá là phù hợp với bạn học sinh, sinh viên, các bạn mới đi làm cả ngày. Hoặc là các bạn chỉ đơn giản đang tìm một chiếc máy chuyển những tựa game nặng hơn như là PUBG hay là Free Fire thôi. Và đó là những cảm nghĩ và trải nghiệm của mình sau khi mà chơi thử một tựa game đang rất là hot cùng với chiếc máy M22 này. Còn nếu như các bạn đang quan tâm chiếc máy này thì các bạn sẽ truy cập đường link bên dưới nhé. Còn bây giờ thì bye bye, bye.